Liên Minh Sinh Tồn chào mừng anh em đã trở lại. Trở lại mình hôm nay lại tiếp tục review ở trong Solo Rank anh em nhá. Không biết trận này là dùng cây gì. Có lẽ là dùng sách anh em ạ. Mình dạo này đang khoái nghịch cây sách này, đi chôn. Mình thì ít khi chơi cây này lắm anh em ạ. Mua thì mua về để cho nó có, thỉnh thoảng rảnh làm review cho anh em. Thì mình không chơi được hết tất cả các vũ khí trong này. Có nghĩa là cây nào biết chơi, nhưng mà ở dạng là biết chơi thôi chứ không phải là chơi thuần. Có nhìn được kìa, nó cầm sách mà nó đi nó nắc mông kìa, như 3D, nhìn tẩm lắm không. Úi dồi. Giờ phải đi săn sách anh em nhá. Trận này là gì thì gì, mình sẽ tìm sách để review cho anh em. Sách thì với cái nội tại là miễn tử. Nếu mà mình máu thấp mà ăn một đam cuối cùng của địch để chết ấy, thì là nếu mà còn nội tại thì sẽ dịch chuyển đến vị trí khoảng cách khoảng 15m trong đó, và sẽ không chết và trực tiếp hồi 20% máu. Đấy, coi như là có hai mạng rồi. Lúc đó nếu mà anh em nhanh tay mà có gì nhỉ, tàng hình, thì mình vừa dịch chuyển phát bấm tàng hình rồi bò xa cái chỗ mà mình vừa dịch chuyển đến ấy. Rồi hồi máu sau thì đừng ngồi đấy. Cao thủ họ đặt mắt cái là họ dò ra mình chết ngay à. Tại vì nội tại thì được một lần thôi. À, giao hư không. Hồi đầu game qua giao hư không thì cầm farm tạm anh em ạ. Cũng cầm để chạy luôn. Khi nào nó dí thì mình chạy cho nó dễ. Mình cứ nói tiếp qua ngọt sách nha. Không biết bao giờ nhặt được, nhưng mà nói qua trước anh em ạ. Mất dạy nhất của con sách đó là chiêu 3. Đóng băng tất cả trong phạm vi, không cần biết địch, người, quái, con gì, miễn con gì di chuyển được thì chui vào trong đấy đều đứng đóng băng hết, kể cả địch hay là ta. Đấy, đấy là chiêu mất dạy nhất của con sách. Chắc là anh em cũng gặp rồi. Nếu mà dùng chiêu 3 xong thì sách mà đứng ở trong cái nồng của nó ấy, thì sẽ được tăng 100% đam đánh thường. Đánh thường thì không phải là skin đâu anh em nhá, không phải là dùng chiêu đâu nhá. Tăng 100% đam đánh thường để tăng thêm đấy. Mà bình thường thì combo của sách mà một khi đã úp đồng với chiêu 3 xong thì sẽ là dùng hết hai sự chiêu kia, là thôi là địch nó cũng lên bảng luôn rồi, ngắm gà khỏa thân luôn. Đấy là sách là sẽ là nên full phép anh em nhá. Bình thường thì nhiều anh em cứ nghĩ là phép là sẽ phải lên cái mũ mũ tím ấy, mũ phép ấy. Không phải, không nhất thiết. Một số cây phép đam to như là sách này này, muốn kết thúc một combo cực nhanh để cho địch bốc hơi luôn thì nên dùng mũ tăng áo quần mũ đam ấy. Mũ đam trong có nội tại là khi địch dưới 50% này là 30% máu sẽ tăng thêm đam ấy. Đấy, cái mũ đấy mới gọi là kết thúc địch nhanh. Sách rất là hợp dùng mũ đấy với cả gì nhỉ, ngọc phép ấy, hôm mình làm ấy, ngọc phép cầu phép ấy, không nhớ tên luôn đấy, vừa làm một nào hôm nay lại quên rồi. Ở đây có sách rồi, có sách thì có sách nhỉ, mà vẫn phải cầm dao. Sách đi đam phép đánh tay lâu lắm, bao giờ cho chết con quái. Cầm dao đi cho nó an toàn farm. Còn tí nữa quay lại nhặt sách xong là đi mua đồ anh em ạ. Không cả đang farm, cầm dao farm cho nó nhanh. Úi rồi, dây xuyên à, quá ngon. Sách là dùng dây xuyên anh em nhá, không cần dây hồi máu với cả dây hút máu kia đâu. Dây xuyên phá giáp luôn, chơi đúng kiểu cục xúc. Nhưng vấn đề là anh em có úp được nồng nó không. Úp nồng ở đây là mình nói chiêu 3 trước của sách. Úi rồi, gì người bot đấy, bot anh em ạ. Thôi bỏ, đang tập trung farm nhanh còn nên lấy sách, không tí sách nó mất. Không phải vũ khí mà rơi ra mà cứ mãi mãi ở đấy đâu anh em nhé, mấy phút là nó mất đấy nếu mà mình không nhặt. Farm nhanh xong bắt đầu lấy sách còn review tiếp. Ôi giời ơi, thằng mặt dậy rất là ghét bọn cả đám không cần biết là người hay là bot. Có thằng scout mình rồi đấy, soi mắt mình rồi đấy, chuẩn bị ra thịt luộc mình.
đoán đấy rồi. Ôi chưa kịp đoán xong, chưa kịp nói chữ đoán. Rau găm à? Rau găm mà đi bắt thế thì làm sao mà ăn được mình. Combo rau găm thì thôi thì múa rìu qua mắt thợ rồi bạn kia. Shipper Việt Nam. Này này, đấy. Hắn dùng chiêu 2 vào định vồ mình lần nữa. Nào giờ lên đây, lên đây, lên đây, lên đây đùa. Thích đùa không? Nào thì thích đùa không? Đùa này, đấy mới gọi là combo. Ố, tàng hình nhanh à? Nhanh đấy, nhanh đấy. Anh em thấy chưa? Hắn vào đùa múa dao trước mặt mình, lần đầu là mình đã không đánh rồi. Không vô được bao nhiêu máu đâu. Đấy, lần sau là cho dại, nếu quả đấy mà hắn mà ở lại khoảng chậm 1 giây, 2 giây nữa là xuống đất ở mới run luôn. Nhiều khi cứ nghĩ mình không đánh là nghĩ là mình không đánh được, mình yếu hay là mình gà. Anh em cẩn thận nha, mình dính bao nhiêu trường hợp rồi. Cứ nghĩ là boss mình cả thằng này nó gà, nó nhảy vào nó đập cho méo hết cả mồm. Bây giờ toàn chơi nửa nửa thế, kinh lắm. Ông vừa nãy là cùng tàu nhanh đấy, lượn cực kỳ nhanh. Chỉ chậm 1-2 giây nữa thôi là chơi lại rồi. Bây giờ nên lấy sách. Tiền cũng hòm hòm rồi, được 7.000, cũng được 2 đồ. Sau khi mình vừa nhận được cái dây xuyên, đỡ tiền một cái dây. Chả mất được cái gì. Sách là đam tay rất là chậm anh em nhờ. Đang ốm quá. Và các dùng chiêu thì đen này khá là nâu. Tất cả 3 chiêu của sách là đen này nâu lắm anh em ạ. Không phải là ném phát bụp phát như kiểu là con triệu xét đâu. Ra chiêu cái nào nó ra luôn đâu. Úi dồi, bước chân. Chiêu 3 là đóng băng tất cả anh em nhá. Người địch ta nên anh em lưu ý mà dùng. Nhất là khi đi tìm. Kìa có dao. Hay là nó vừa nãy đi nhỉ? Phải nó không nhỉ? Chưa nhìn thấy gì cả. Nhưng mà mình soi thấy bước chân nó. Đúng nó rồi hay sao ấy? Shipper Việt Nam của thằng vừa chạy thoát hay sao? Não này. Ờ, nó đâu rồi? Bỏ mẹ ở đâu rồi? À đây. Đúng shipper Việt Nam rồi. Hôm nay vừa nãy chết trượt với mình đây. Làm cái trò mèo. Tha cho rồi thì chạy đi. Cố ở lại đi mà này còn phám quay nữa. Chiêu 1 của con này là tên là gì nhỉ? Mưa sao băng hay sao anh em ạ? Đây thả sao như vừa nãy á. Nhưng mà nó lại hay ở cái là anh em thả được 3 lần, mỗi lần canh nhau 3 giây. Cứ lần thả lần đầu thì lần thả lần thứ hai thì nó sẽ xa hơn lần đầu, và lần thứ ba sẽ lại xa hơn lần thứ hai anh em ạ. Nếu mà thả 3 lần đấy vào cùng một mục tiêu thì sẽ được cộng rất là nhiều đam. Đấy. Mỗi tội là nó đen nay hơn là nâu. Hơi nâu tí. Dù anh em là vừa vuốt để thả vào số mục tiêu thì khoảng ít nhất 1 giây sau nó mới rơi xuống tận đầu địch cơ. Không phải là vuốt cái nó rơi ngay đâu. Đảm bảo với anh em trận này là toàn giao hư không luôn. Đúng rồi, trận này là giao hư không mà. Hot pick hiện giờ. Tội gì mà không cầm. Tham quái nhanh. Thoát truy đuổi tốt. Mở combat tốt. Chắc nghĩ là không anh nào chơi sách đâu. Mình có hâm hâm dở dở chạy vào trận này cầm sách. Trận này có cả nỏ thánh anh em ạ. Nếu mà úp trượt con nỏ đấy nó đứng ở ngoài, nó mà săn mình, nó xác định nó săn mình thì nó đứng ở ngoài nó bắn tỉa không, mình cũng méo hết cả mồm. Còn cỡ dao găm vào thì không, cảm ơn dao hư không vào thì mình nấp luôn, úp nồng, tóc váy lên úp vào đầu nó luôn. Chiêu 2 sẽ là ném một quả cầu phép về phía trước nhá, anh em nhá. Về hướng chỉ định. Đấy, gây sát thương phép, nếu mà anh em kích hoạt một lần nữa là mình sẽ bay luôn đến chỗ quả cầu phép đấy và gây nổ. Đấy, các chiêu của nó rất là đơn giản. Cái nội tại miễn tử mất dạy, rồi tiếp tục là đến cái chiêu 3 ulti cũng mất dạy nốt. Đóng băng tất tần tật. TF hành không em. 6 mạng, ghê nhỉ. Bro ta, úi rồi lại trượt ạ. Đấy, anh em nhìn thấy mình mở con 3 từ nãy giờ chưa? Con này cực kỳ phải cần tốc biến để nhanh để mà úp được nồng địch nhá.
úp trượt thì chạy thôi, nhưng mà con này nó lại kiểu nó nghĩ được ăn luôn hay sao ấy. Nhưng còn nội tại mình chả sợ. Với cả nên cái mũ phép này, à quần mũ giáp này, dùng 30% máu nó có giáp. Nó có thích nỉ mình nhiều cái trường hợp thì thấy buồn cười. Người ta còn nội tại người ta chắc chắn ở lại 100% là không chết rồi, còn một ông thì chắc chắn là chết luôn thì nó cứ ở lại nhảy, không hiểu. Nên cái niềm tin ở đâu để mà nhảy? Anh em chơi là phải để ý nha. Cảm giác ăn được thì ăn, nhưng không ăn được thì chạy. Nhưng mà vấn đề chạy ở đây là khi mình còn đủ máu để mà chạy, không phải nó dính tí máu để đòi chạy, không có đâu anh em ạ. Lúc đấy trong đầu anh em suy nghĩ là chạy thì nó đã muộn rồi, mình đã thua, nhìn đam của địch nó đam lên mình, với cả mình đam lên nó. Trong lúc combat nỗi là họ nỗi, còn tính toán để mà combat tiếp, cắm đầu vào mà đánh nhau là không ăn thua đâu, còn lại chết phí mạng. Rồi bây giờ con này đi kiếm người mũ đam, mũ đam mình kể, mũ đam nội tại mà địch dưới 30% này là dưới 50% máu ấy. Vừa quay ra này hai thằng kia này, một thằng đuổi thằng kia đi, giờ đến lúc mình nhìn lần nữa này, một thằng đuổi thằng này về, tai thật đấy. Anh em thì đam tay chậm không, quá chậm. Một con dao găm nữa, dao hư không kìa. Thôi rồi, nó đâu, nó chạy nhanh thế. Mình dùng hết chiêu rồi mà. Thế là người là boss đây. Cái gì đây? Ô. Đây, tàng hình đang hổng vào bắn mình. Anh em lưu ý vào cái chiêu 3 này của sách nha. Nếu mà
lúc đấy nó còn dính máu à, làm kiểu gì thì làm chẳng lẽ này không giết được một thằng dính máu à anh em nhỉ. Còn bốn thằng mấy ông DF à, vừa nãy mình giết một ông DF nào đấy, DF nào lúc mua shop 5 này đấy, kiểu nó không cẩn thận đấy. Mấy cái ông này chơi không chịu ý để đồ của địch, để ý đồ của địch nhé. Bấm cái nút 3 dấu gạch ngang ở trên góc bên phải anh em nhá, check đồ của địch khi mình vừa phát hiện nó. Thôi mình phải núp ở đây thôi, shop 5 mới hiện ra quá đẹp. Bò này, bò vào thu vào đúng shop 5 này, kiểu gì thằng nào nởn vởn quanh đây nó cũng phải vào shop 5. Mình cứ ngồi canh shop thôi. Các bạn nói vâng. Mang xác đến. 4 thằng rồi à? 3 thằng. Ớ? Pam pam giết một thằng rồi bằng dao hư không à. Càng nhẹ dạ, càng nhẹ nợ. Ơ à, nó giết nó thằng nữa rồi. Càng tốt. Dao hư không thì mình đâu có sợ, nhưng mà bò này hơi to anh em nhá. Nếu bây giờ mà nởn vởn là để cho nó chạy mất đấy. Nhưng mà nếu mà để bo bé thì cũng hơi mệt. À nó kia rồi, thằng hâm kia. Nếu mà để mình sờ cao được, soi mắt thấy thì nó chết với mình rồi. Thì đi đâu? Bo bé là lúc nội tại mình còn ít máu là tự mình nhảy ra ngoài bo luôn anh em nhá. Không kịp bú trên luôn. Nó làm gì? Mở dương ạ. À, mở đầu trâu. Trời ơi, bạn thông minh vãi cả. Nào, hấp diêm luôn. Rồi, ôi, bạn ơi là bạn. Bạn làm gì đây? Anh em thấy 11 game quá EZ đúng không? Hẹn anh em ở những clip sau nha. Bye bye.